Xin mến chào bà con nông dân đến với cuộc sống miền quê. Đây là cái lúa OM18 đây bà con ơi. Thì hôm trước mình đã cái chia sẻ về cái clip mà về cái cử xịt thuốc đầu tiên. Thì 60 ngày mình tiến hành phun ở những cái clip trước á. Nếu bà con nào chưa xem thì tìm để xem lại ha. Thì hôm nay là tức là cái cử xịt đầu tiên là 60 ngày bà con. Hôm nay là 67 ngày ha. Thì nó đã chỗ đều như thế này hết rồi. À, cả miếng đất bà con xem. Nó chỗ đều hết ha. Ở cử trước thì mình xịt các cái loại thuốc như là đạo ôn, lem lép hạt, di khuẩn, nhện dé và thuốc sâu thì có bao gồm có 5 món. Nhưng ở cái cử xịt này thì bà con khỏi phải chọc cọng sâu ha. Bà con xem cái chỗ bông rất là đẹp. Hôm gài thì nói chung là trời nắng không bà con. Trời nắng không. Có một số bông mà. Thì 7 ngày là có một số chỗ thì nó hơi thưa chút thì cũng nó chỗ cũng chưa vẫn chưa hết thôi bà con. Tức là cái này khoảng 95% thôi. Thì cử đầu với cử thứ hai thì mình cách nhau là 7 ngày là phù hợp nhất thôi bà con. À 7 ngày. Thì cử đầu mình xịt 60 ngày, bây giờ là 67 ngày thì mình tiến hành xịt cái cử thứ hai. Thì trong cái cử thuốc thứ hai này cũng xin chia sẻ bà con thì mình xịt chỉ có 3 loại thôi bà con ơi. Cái thứ nhất là đậu ôn. Thứ hai là lem lép hạt. Và cái thứ ba là vi khuẩn. Vi khuẩn thì mình sử dụng không cái thành phần của casumin thôi ha. Calaxamin, Gassimin gì đấy. Thì cái đó mình sử dụng rất là nhiều năm thì rất là đạt cái hiệu quả ha. Rồi đối với cái đậu ôn thì mình thứ nhất là xin chia sẻ bà con, thứ nhất là cái đậu ôn thì mình xịt cái loại bim của VFC. Thì cái này đã chia sẻ nhiều cái clip trước rồi. Thì cái hoạt chất đặc trị đó là cái đậu ôm á thì chisilazon ha, cái hoạt chất đó. Còn thứ hai là chị lem lép hạt thì mình cũng xịt đặc trị thôi bà con, chứ không có xịt những cái mà phổ rộng ha. Thì đó là mình sử dụng thằng tin super, thì bà con xem trên màn hình này cái hoạt chất của nó ha. Rồi cái thứ ba là casumin của hãng Arita, tức là casumin 2L đó, bà con tham khảo xịt. Thì cái cử này mình xịt chỉ có 3 loại như thế thôi. Sâu thì cái cử này nó cũng không cần thiết, tại vì nếu mình cộng là cộng cái cử chỗ là sẹt mình cộng rồi. Cử này đây về sau thì sâu nó không có hại nữa đâu, cho nên là mình khỏi cộng nhiều thứ ha. Rồi cái các cái loại phân bón lá thì bà con cũng không nên cộng ha. Cái mùa này thì mình cộng nhiều quá nó cũng không hạn chế. Thì bà con xem nè, cái lần đầu tiên mình xịt đó là cái loại Anvin của Syngenta ha, nhập khẩu á, hôm trước cái giới thiệu ở cái clip trước cho bà con á. Thì xịt xong rồi bây giờ cái lá bà con thấy là cái lá nó rất là hồng ha, nó hồng màu chanh là hết chứ không phải là xanh lặt lìa. Mà cái mùa này thì mình cần nhất là khi lúa chỗ á, mà cái lá được xanh màu hồng như thế này, tức là người ta gọi là cái màu mỡ gà hay là cái màu chanh á, thì nó sẽ hạn chế được cái vấn đề là bị đơ từng lỗ lỗ ha. Nó đơ, nó đen lép, người ta gọi là vi khuẩn á. Nhưng thực ra nó nếu mà ở những cái chỗ nào nó xanh á, bà con xem là nó bị đơ hết. Còn ở đây mình xịt xong cái cử thuốc đầu là cái lúa nó chuyển cái màu hồng là hết rồi.
Thì đây là cái hạn chế, rất là hạn chế về cái nó đơ từng chòm chòm nữa các bạn. Giờ trong cái clip này nhắc lại với quý bà con một lần nữa đó. Thì đối với cái giống OM18 này thì mình nên sử dụng tinh súp be xịt cho cái cử chỗ điều này và cái cử cong cái me một lần nữa ha. Để hạn chế cái việc là nó bị dai bà con ơi. Giống OM18 rất là dai. Nếu mình không xịt á là nó sẽ bị dai rồi dính kẽn khi mà suốt nó ra theo cái gôm rất là nhiều. Rồi dính luôn cả cái chà lúa, cái kẽn lúa đó, nó dính hạt ở trong đó. Thì bà con lưu ý là nên nên sử dụng tin xịt trong hai cái đợt cuối này ha. Một lần nữa nhắc lại cho bà con để mà bà con những anh em cô bác nào á mà lúa mình chưa chỗ hoặc là đã chỗ điều rồi á thì bà con cũng nên xịt tin cho hạn chế cái việc là nó bị dai bà con ơi. Rồi bà con thì chia sẻ với bà con một cái khi mình xịt thuốc thì xịt như vậy thôi ha, ba món như thế thôi. Mình không nên sử dụng phân bón lá chi, mùa này sử dụng phân bón lá nhiều nó cũng không hay đâu, với lại mình sử dụng nhiều quá thì nó lại tốn tiền mình thôi bà con. Mình chế ha, rất là đẹp, chỗ bông rất là đặc bà con. À, con trình nhìn trên nhìn xuống ha, rất là đặc bông. So với OM34 thì nó OM18 thì nó đặc bông hơn rất là nhiều. Nên đó điều chia sẻ cùng bà con như vậy. Bà con thấy hay thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ ha, cho cái like, và có những cái điều gì thắc mắc hoặc là chia sẻ cùng nhau phát triển thì bà con để lại bình luận ở bên dưới ha. Xin mến chào tất cả bà con.